Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của chúng tôi xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi lễ cầu nguyện trước thảm cảnh dịch bệnh coronavirus đang tràn lan khắp các nơi, và chúng ta hướng tâm cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân mau hồi phục cũng như là căn bệnh này sẽ chấm dứt ở trên toàn cầu, trong một cái niềm hy vọng và hưởng ứng trong cái lời cầu nguyện kêu gọi của Tổng thống Donald Trump trong chủ nhật tuần lễ này. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi và cùng tham dự trong chương trình ngày hôm nay với Đài Việt TV. Xin thầy chia sẻ về những cái sinh hoạt của chùa trong thời gian sắp tới, ở trong cái việc mà cả city, thành phố của chúng ta rất là ráo riết để mà theo dõi cái tình hình dịch bệnh coronavirus COVID-19 thưa thầy. Dạ, cảm ơn chị Ái Hiền cũng như thưa đến tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần của Đài Việt Radio Việt TV. Thưa quý vị, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam ngay từ ban đầu năm của năm 2020, vào ngày 27, 28, 29 tháng 3, 2020. Trong dịp này, chùa sẽ diễn ra 3 sự kiện, đó là lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vừa mới xây dựng xong. Trong dịp này, chùa cũng làm lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, và đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này. Và tất cả những gì mà chùa đã chuẩn bị cho lễ khánh thành thì chùa đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà rồi cái cơn dịch này nó đã tràn đến khắp mọi nơi nơi trên mặt đất này. Vì vậy mà trước cái lễ khánh thành một tháng đó chị, để thông báo là hủy bỏ cái chương trình khánh thành cũng như lễ hội Quan Âm và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Và tiếp đến hôm nay, chùa cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump cũng như tất cả những giới chức chính quyền ở khắp các nơi. Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử ở tại nơi đây cùng hướng về Tam Bảo để dâng lên một lời cầu nguyện cho cơn dịch này sẽ được chuyển hóa và tiêu trừ, cầu nguyện cho tất cả các cộng đồng nhân loại, chúng sanh sống cuộc đời thanh bình và an lạc, bao nhiêu tật bệnh sẽ được tiêu trừ. Và ngày hôm nay, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam cũng công bố chính thức một thông báo, đó là bắt đầu kể từ ngày mai, chùa ngôi chánh điện này sẽ được đóng cửa. Đóng cửa có nghĩa là không để cho tất cả đại chúng, nhất là khách tham quan, du lịch đến tham quan. Lý do là bởi vì ngôi chùa là một cái chỗ công cộng. Nhiều khi cái chỗ công cộng mình không lường trước được. Những cái người mà có bệnh thì người ta mang vào đây thì nó sẽ làm một cái điểm lây nhiễm đến cho người khác. Chính vì vậy mà chùa ngôi chánh điện sẽ được đóng cửa. Nhưng mà cổng chùa thì mở cửa để cho thập phương bá tánh cũng như khách du lịch có thể đến ở bên ngoài, đến Đức Quan Thế Âm ở phía trước cũng như bao nhiêu cái tôn tượng ở bên ngoài để mà cùng hướng về cầu nguyện. Nếu một người tin Phật thì sẽ hướng về nơi Đức Phật, nơi Tam Bảo để tìm đến nơi nương tựa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái Tam Bảo mà quan trọng, Đức Phật quan trọng, nó không phải ở trong chùa, mà Đức Phật quan trọng tức là ở trong tâm của mỗi người vậy. Sống an tịnh trong tâm với niềm tin của Đức Phật thì mình có thể hành trì bằng những cái thần chú như là thần chú Đại Bi, lễ lạy Phật để mình chuyển hóa cái tâm của mình thanh tịnh, để nhờ đó mà có thể được chuyển hóa được những cái tật bệnh ở bên ngoài. Và ai cũng làm được như vậy thì thế giới này nó sẽ được chuyển hóa tật bệnh. Cái virus Corona-19 này nó cũng từ đó mà có thể là nó chuyển hóa đi và nó làm cho, nó trả lại cái sự thanh bình, an lạc cho tất cả chúng sinh trong cuộc đời này. Nguyện xin mười phương Tam Bảo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để đời chúng con cùng tất cả bệnh nhân nạn nhân trong dịch bệnh sớm thoát ly khổ ác bệnh, dưỡng tiêu trừ sống đời an lạc, dân sinh hạnh hiếm phúc. Thank you.
có một điều người Phật tử hãy tỉnh thức trước hoàn cảnh hiện nay, hãy tỉnh thức để tự biết sống như thế nào bảo vệ được mình, bảo vệ cộng đồng xã hội, và hãy học những cái bài học từ ở nơi những cái thảm họa đó để mình thay đổi cái cách sống của mình, tức là mình chuyên cái nhìn của mình đó. Quý vị thành tâm cầu nguyện và một lòng hướng về Tam Bảo, buổi lễ cầu nguyện ngay tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã diễn ra hết sức là thành công và trong một cái tinh thần vì cộng đồng. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an và giữ gìn sức khỏe, luôn luôn có những cái nụ cười và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Xin chào tạm biệt.